Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học bốn tịnh lự, là học bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Nếu Đại Bồ Tát học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học tám giải thoát, là học tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Nếu Đại Bồ Tát học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học bốn niệm trụ, là học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Nếu Đại Bồ Tát học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học pháp môn giải thoát không, là học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nếu Đại Bồ Tát học các pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học bậc cực hỷ, là học bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Nếu Đại Bồ Tát học bậc cực hỷ, bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học năm loại mắt, là học sáu phép thần thông. Nếu Đại Bồ Tát học năm loại mắt, sáu phép thần thông là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học 10 lực Phật, là học 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Nếu Đại Bồ Tát học 10 lực Phật, 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học pháp không quên mất, là học tánh luôn luôn xả. Nếu Đại Bồ Tát học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học trí nhất thiết, là học trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nếu Đại Bồ Tát học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học tất cả pháp môn Đà La Ni, là học tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Nếu Đại Bồ Tát học tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát học tất cả hạnh Đại Bồ Tát là học trí nhất thiết trí. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế là học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu Đại Bồ Tát học quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là học trí nhất thiết trí.